qua nấu bốn con vịt có được bốn bộ xương, cắn, cổ, đầu với lại lòng gan. Cái là Hương lấy thêm 10 cái đùi gà nữa Hương bỏ vô, xong cái là nấu lên cháo. Bây giờ đem xuống suối. Ôi, cái bịch nhỏ, cái thùng nhỏ nhỏ để cho bên suối em xách ra chưa? Có cái thùng nhỏ, okay. một cái không? Cái thùng nhỏ chứ không xe. Cái thùng nhỏ xíu á, với lại một thùng lớn. Trong cốp xe đó. Ok. Đó là Hương nấu hai một nồi cháo. Bây giờ để một thùng, với lại hôm qua còn thừa cái spaghetti sauce, làm được hai tô. Giờ đem xuống cho thằng bà mẹ bạn Huỳnh hai tô đó. Xong rồi đem đến xóm cầu của chỗ nhà Capital, xóm cầu và Capital. Chị. Bốn cô tô cháo. Xong còn lại một thùng cháo là Hương với Huỳnh chạy qua bên Tuli. Xong rồi cái đi qua bên xóm cầu đó, nhưng mà không có đi xuống kéo xe mệt lắm, chạy xe vô luôn ha. Bây giờ mình chạy đi từ cái chỗ mấy cục đá vô hay từ thư viện vô? Thư viện vô. Ok. Là em có đem thấy bỏ uổng mấy cái xương sẩu, mấy cái cắn, cái đầu, cái cổ nấu cháo ngon tuyệt vời. Xong gặm mấy cái thịt đó trời ngon. Xong Hương bỏ mấy cái con bỏ mấy cái đùi gà vô nữa, 10 cái đùi gà vô nữa, cái nấu này ngon lắm. Giờ thêm chị biết nấu cà ri không? Biết. Muốn ăn nấu cà ri đang suối hả? Thôi chị nấu cà ri á, chị nấu cà ri. Xong mọi người ngán quá, sợ ngán cà ri á. Cứ ăn mà cà ri đâu giờ đâu ngán. Ôi có người nấu cà ri em. Có những cái món của mình nấu là không ai nấu. Nhưng mà cà ri chị nhớ hồi xưa chị làm phát cơm nhà thờ anh Trang là nấu cà ri hoài. Cà ri gà, họ cứ lấy gà của nhà nướng mà về bỏ ra nấu hoài. Nấu xong đem phát thôi. Bây giờ mình nấu nhiều người nấu lắm. Trời ơi nhà thờ phát đó, ai ra xong là không có đồ ăn ăn nghe. Em ơi, không biết bao nhiêu đông người mà ra có muốn. Bây giờ mình 90 phần còn thiếu nữa, giờ mình phải lên 100 nè. Lên 100 là chị lên cái phần bún Việt Nam chứ spaghetti đủ rồi, không có thấy thiếu. Cho nên chị lên cái phần bún Việt Nam. Hồi xưa là 55 spaghetti với lại 35 bún Việt Nam. Bây giờ lên 55 spaghetti, 45 bún Việt Nam. Tại bún Việt Nam thấy thiếu. Vậy là giờ mình phải lên 100 phần đó quý vị khán giả. Hồi xưa đầu tiên Hương nhớ Hương với Huỳnh nấu là 40 phần. Lần đầu tiên đi phát là phát cơm với lại gà cốt cô. Cơm gà cốt cô 40 phần. Sau đó lên 50 phần, 60, 70, 80, 90, bây giờ 100. Có 100 nữa nào. Nào đây chị cất cho. Chứ em để cất, túi cất tiền tôi để xài cất. Hôm bữa chị thấy em có mấy chục đồng trong túi. Có mấy chục đồng. Cho bà chị hết rồi. Mình mới đi làm về cái xác mình đi xuống suối phát chạy hết đám cháo. Ủa sao ghép không ghép vô Alex em chạy lối này lộn. Bà nói phạt nè. À bà mau xì. Quên. Ghé vô đưa cho bà mẹ bạn Huỳnh hai tô spaghetti. Xong còn lại mấy tô. Ở nhà còn cái nước Sven mà nó lỏng quá cho nên chị không có lấy. Chị chỉ lấy cho nó đặc đặc thì được có hai tô thôi à. Còn léo lấy nước tùm lum hết. Bữa nay hơi bị lỏng. Cái chi đó tại sao nó vậy ha? Chi đó chảy ra nước mà. Mới chi đó chị ăn mình rải lên cho nó chảy ra thôi. Bỏ vô nước cho nó chảy ra nước đúng rồi. Chị làm ơn đi mấy chi. Mình chị nấu nó đặc lại. Ôi chị ơi. Để qua ngày nó chảy. Mua American chi mà slice. Rồi cho nên là Hương bỏ chi là nó phải chảy ra nước rồi đúng rồi chi nào bỏ mấy cái nước loãng lại chị lấy cái đặt thôi được cái hai tô thì cho bà mẹ bạn Huỳnh hai tô đó xong đem xuống suối cho cái sóng cầu ở Capital còn cái nước nó để cháo. Nước đừng có đổ để em ăn một ít cháo thì chạy qua bên kia em mang đi làm em làm đi làm chạy qua bên Tuli hai chị em ngồi trên xe chạy vô phát luôn chứ không ơi mình chạy ra đằng sau em để ra trong chân hả. Đúng rồi. Chân đồ em tùm lum tà la em để nó có đủ em không? Em biết sao em để được rồi chị đừng có nói. Thiệt không? Để biết sao chân em để được lọt được rồi. Nghe của em biết.
Đây 4 cái muỗng. Bốn cái thôi. Rồi đi. Mặn lên. Cái chụp phát cho cái gì té gì đó nó thành cái kiểu đó. Sốt cao có nhà không? Có không? Sốt cao không thấy đâu rồi. Có nhà không? Đi kiếm tiền rồi. Em qua mấy trong mấy con thì chỉ có tiền rồi thôi, kiếm cái gì? Trời em ơi. Coi thử nó có ăn phở chưa, ăn hết rồi. Bún ăn hết rồi. Alex. Mới đốt lửa kìa, nó đi đâu rồi, mới đốt lửa kìa. Hết bên nè. Nó đi đâu rồi? Lửa mới đốt kìa. Cái đồ quá chân luôn kìa, đây bỏ cho nó đi đi cho em. Để lên đây đi, để bốn tô lên đây đi. Trời ơi rác không. Không có cái. Bỏ rác vô trong cái. Ok thôi để bốn tô xuống cho nó đi rồi đi. Lấy cái miếng ra nè. Rồi. Dục luôn hả? Không. Miếng nó bỏ vô lại cho chị á. Coi chừng em để bên này nặng quá nó lật cái bàn không. Mà quá có lật cái gì đấy. Em để rồi. Rồi được rồi, bỏ miếng nó vô lại cho chị rồi đi. Ô để chị coi anh Phúc của Tây có không đem qua cho ảnh. Có. Không có hả? Em coi rồi hả? Rồi, đi. Đi dạ, chân trên chân dưới vậy nè. Chân trên chân dưới vậy nè, đừng té cái nhà đầu luôn. Anh Phúc đúng là không có. Không có ai nhà hết, cả xóm đi vắng. Cả xóm cầu đi vắng hết. Tiên cô rồi. Đi kiếm cô Tiên rồi. Kiếm cô Tiên, kiếm cô Tiên. Rồi tối sao cậu? Tại sao lạnh quá hả? Lạnh, buồn bã. Thì cô đơn, thư quạnh. Tối tới là phải kiếm cô Tiên hả? Kiếm cô Tiên, kiếm cô Tiên chứ. Chứ không phải buồn bã cô đơn cái quạnh hả? Để tối ngủ với cô Tiên hả? Nghe tướng không? Cái thằng Mỹ á, ăn xong dục tô lanh lóc ở đó. Đỏ. Ờ. Có cô Tiên đời bất buồn. Ừ. Đất đau khổ. Bất tu sầu. À.
xóm cầu không có ai ở nhà hết, đi vắng hết cả xóm luôn. Để bốn tô cháo lên bàn, chú mấy ông bà về, mấy ông bà tự lấy ăn. Có bỏ tiêu chưa? Chưa. Em có đem hủ tiêu theo không? Có. Ok, thôi không có tiêu khỏi ăn tiêu. Ông mà lát không có ớt được rồi. An Phúc Cô Tây cũng đi luôn. An Phúc Cô Tây lúc nào cũng lang thang hết em ơi. Tin cô nó làm cho mình lang thang dữ vậy. Nhưng mà cô tin bắt đi lang thang vậy mà lúc đi lang thang vui hay buồn? Vui chứ, cái đầu nó cứ lưng 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 đi đi không cùng đi nó vui chứ, đâu có biết gì, đâu có biết lạnh, không biết đau đớn khổ sở gì đâu. Chết cha khổ. Đầy đọa giống như tiên cô đầy đọa vậy đó. Chết cha khùng quá cỡ hả? Ừ. Quá khở khùng. Cô tin đầy đọa đi lang thang nhưng khùng. Cái nhiệm vụ của em là phải nhắc chị cái này cái kia. Hoàng ơi, quên em cái loa đó, gọi đó mà. Chị ơi, em tụi em đi làm về là em mệt mỏi rồi. Em đi với chị phải nhớ em với Tiên làm ơn. Trời, cái thùng nó chị phải múc cho nhiều và phát cho. Mọi người mà muốn được khoảng 10 tô là em đâu có nhiều, 10, 15 tô. Trong đó hả? Ừ, 15 tô khoảng đó. Vậy múc 10 nửa tô đi. Đã lấy đem qua cho anh lát hết bên xóm cầu phải 4 tô rồi. Trong đó khoảng 15 tô nữa thôi ạ. Một người nửa tô đi. Không, 15 tô đầy phải không? Nói một người nửa tô đi. Ừ. Không, bây giờ nếu mà em múc sang cái muỗng đầy một cái muỗng đó thì em được khoảng 20 muỗng, là 20 tô. Một người nửa tô thôi. Ăn không bụng. Rồi bây giờ phát không đủ cho tao rồi sao? Ok, rồi một người nửa tô. Thì làm một phước. Giờ nếm trễ quá sợ người ta đi ngủ rồi, không ai ăn đâu. Trời mưa trời gió ngủ gì ai đi ngủ là 3-4 giờ sáng rồi chứ ngủ gì ơi. Thiệt không? Ừ, không ai ngủ sớm gì đâu. Hôm bữa thằng Phương nó nói rằng là ở thư viện người ta mở cửa cho vô ngủ em. Có đâu, thư viện cho một cửa ngủ nó chị. Có, nó xong là 7 giờ sáng nó gọi anh đuổi ra. Tại kỳ này mưa bão nè. Có đâu, thư viện chỗ đọc sách rồi. Buổi tối, buổi tối. Nó có cái phòng nào ở thư viện á. Ừ, cái phòng xanh rung gì của chỗ đó. Ờ, cho vô đó ngủ. Sáng phải đi ra. Thôi cũng được. Nó lỡ lại. Sao tao thì nó đóng cửa hết rồi. Chị biết hồi xưa không biết sao tao chiều lắm. Giờ nó đóng cửa thôi. Bây giờ ở trong công lát sao tưởng khó lắm. Sáng 8 trả giờ nó đuổi ơi. Mình. Phải trả tiền. Nhưng mà sáng 8 giờ nó đuổi mình ra. Đâu mình lại đi bộ về chỗ của mình. Mà nó pick up mình bỏ ID, nó pick up ID bỏ vô. Cái pick up ID đủ ai người nào được pick up mới được được vô. Còn không có pick up, không có cái chỗ ID không có được vô chị ơi. Ai đang đứng chỗ trò anh đậu múa đậu với ai? Anh đậu không đang múa đó. Đúng là múa thiệt. Chị xuống chị hỏi thử múa gì em múc đi. Cho ông già này ăn với em, ông đứng ông nhìn chắc ông muốn ăn. Thấy đứng múa múa cái gì vậy? Hả? Thấy đứng múa múa cái gì á? Không, hút rác đó nè, hút rác còn nó sổ cái cây trồng cỏ rồi. Dạ, bữa nay hút rác nữa, quá giỏi rồi. À. Ăn một chút cháo không anh Đậu? Ok, anh thích cháo mà không ăn. Áo mà không ăn. Múc cho anh Đậu tô anh ơi. Đóng rồi, ok, xong rồi mưa nữa anh Đậu ơi, sắp có đợt mưa bão tới á. Nó nói còn bự hơn đợt mưa bão hôm bữa đó. Ghê không? Sợ không? Ai lên ăn cháo em, lên ơi, lên đây. Mau lên, hết rồi, chạy lên, rồi ăn tửng nữa. Con gái quá giỏi, đứng đóng chòi nữa, quá giỏi rồi. Sắp sửa về làm dâu nhà người rồi. Ủa, thì sắp sửa đi về làm dâu nữa. Quên đem hàng ngò rồi, khỏi cần cho tiêu thôi anh ơi.
Hôm nay có ai phát đồ ăn gì không anh Đậu? À không. Dạ cháu dịch rồi. Đem xuống cho bà Linh đi. Kéo bà Linh lên đây. Lội bà rồi, bà lo đóng đinh. Kéo bưng lên đây. Đây anh Đậu. Tiêu nhiều, chắc sao tiêu nhiều vậy ta? Ok, tiêu. Em mở cái có lỗ lỗ chứ đừng em mở cái kia. Trời ơi, anh Nguyên. Cháu chiếu. Đi đâu vậy anh Nguyên? Xin cái bên. Bị mất hả? Cái liều á. Cái phone hả? Ờ, mới xin nè. Rồi ăn miếng cháo đi. Cho nguyên miếng tiêu nữa. Bảo bà Linh lên đấy. Linh em. Cháo không? Trời ơi, nhõng nhẽo nó em đi đem xuống giùm em. Tôi bán mày dọn ra liền đi. Cái này mày chết á. Ok rồi, anh áo đi anh Nguyên. Anh cho nó nóng, mới nấu xong đem đi luôn á. Mưa ra cho mày ở hôm nay thôi. Em đem cái liều về bệnh. Sao anh Nguyên thuyên được cái liều về bệnh? Nhờ ta. Trời ơi, không được đâu anh Nguyên. Trời ơi, đẹp quá Linh ơi. Ôi, Linh đẹp quá. Cháo tiêu rồi, Tinh ơi, trời ơi. Ôi, cháu cho hai cái đi cho anh Ly. Anh Tửng hả? Trời ơi. Anh Tửng đi anh Ly nào? Anh Ly cho anh. Nhưng mà anh Ly rồi không cho anh Tửng hả? Bữa nay yêu anh Ly không yêu anh Tửng hả? Cho anh Tửng một cái nữa thì bàn thành ra ba cái. Cho anh Tửng nữa với anh Ly. Chị, rau răm đâu? Chị nấu xong đi luôn, không có nhớ đem gì hết trơn. Có tiêu là ngon rồi. Ăn thử đi, ngon lắm. Anh Đậu mới khen, anh Đậu khen ngon quá trời. Có bỏ thuốc độc trong này không? Không. Ngon không anh Đậu? Nóng quá, nóng, ngon quá, ngon. Cho người đẹp Linh một tô, cho ăn Ly, người yêu của Linh, với lại ăn Tửng, người yêu của Linh nữa. Lấy hai cái muỗng nữa em. Lấy cho một cái cho anh Tửng nữa anh. Ờ, cho anh Tửng gái nữa. Mới nhìn cái quần này. Sao? Giờ này còn ở bên này chơi nữa hả anh Tửng? Mới đi làm giờ này còn ở bên này chơi nữa anh Nguyên. Đi qua lấy cái phone. Nó lấy rồi chứ ai nữa. Giờ chốt này đi lối nào về? Đi đây nè. Ờ. Rồi ba em lên chị đi nha. Rồi đi bán cháo tiếp á. Ba anh Nguyên á, em đi bán cháo tiếp. Cho người Tài. Cho anh Tài tô với mình ơi. Xương. Ăn xưa anh Nguyên muốn gặm xương cho anh Nguyên cục xương đi. Kiếm cho anh Nguyên cục xương đi. Hôm nay xương gì nên đầu năm đó. Đầu năm gặm xương. Tao tối hôm vừa chủ nhật vừa rồi em bán bún vịt măng ngon quá trời, sao không qua anh? Đi đâu có nổi. Trời ơi, đi không nổi nữa. Đừng nghe cái gì tụi nó nói. Đừng nghe những gì tụi nó nói mà hãy nhìn kỹ những gì tụi nó làm hả anh Nguyên? Dạ. Tỷ này ở xe của em rồi. Rồi thôi em đi nha. Em nha. Ok. Ờ em ba anh Nguyên. Ok, tin nhiều chú. Nhiều chị. Em ba anh Nguyên. Em ba anh Đậu em đi á, đi bán cháo nữa. Không có đem khăn gì vậy chùi á. Không. Có lắp kinh đâu cho nó. Em phải tự em lấy, em nhắc chị nữa, chị đâu có. Bán được à. 3 tô cháo cho Linh, 2 tô cho anh Nguyên, với tô của Đậu là 6 tô, bán được 6 tô cháo. Mẹ nữa. Thằng mẹ nữa là 7 tô cháo rồi. Hôm nay nè. Chạy vô luôn, tới đó đứng gọi luôn. Em đừng nhào xuống lố Huỳnh ơi, tới đây được rồi. Thằng ơi, anh cháu không? Thằng à, anh Hoàng ơi, anh cháu không? Đức ơi, Đức à, anh cháu. Em không nhắc chị đem cái loa tà la rồi ơi, chắc anh chờ để anh thằng đi kiếm vợ rồi.
Anh cháu không? Lấy lối này lên đây anh cháu nè đi. No rồi hả? Ờ, vậy thôi no rồi thôi. Anh Hoàng đâu? Mới bước vậy nữa. Mới đi, chẳng đi ăn đi. Ông Đức ơi, lên ăn cháo ông Đức. Do you want some porridge? Go up here. Yes, madam. Rồi đi. Trời, lều này tới. Lều này tới ba ông mễ lận. I go walk every day. Give it to him. Okay. Here you go. So, căng không? Cho lời sĩ tô với. What is that? Looking at me or you like Ruby? My camera. You go two way. Yeah. You will be on YouTube, so say hello to everybody. You say you're going that way. Hello to everybody. Hello. Come on. Come on, come on. Okay. Come on, We are here every Sunday, so be here 1 o'clock Sunday. What? We have some spaghetti. Okay, bro, just can okay. Đây là chất măng nhâm. Rồi, ba em nha. Quá ngon luôn á. Cảm ơn. Ngon không? Hết sảy không? Chị nấu á. Chị nấu à? Ok. Rồi, vô đó. Ok. Rồi, đi đi. Hết sảy không? Cái đó là hôm qua nấu bún vịt xong còn 4 bộ xương. Sĩ khen là quá ngon luôn. Ngon, cảm ơn chị nha. Ok. Vicky ăn cháo không? Porridge. Hôm bữa ăn noodle đó có ngon không? Noodle có đất á? Dạ, nó không có lạc chút. Nó lạc chút hả? Ờ, phải mặn chút nữa mới ngon ha. Nó mặn béo béo, xúc mình không có nước béo không ngon. Ồ, phải béo béo nữa. Rồi ăn đi em. Có muỗng chưa? Có rồi. Ok. Xúc mình không có béo nữa. Trời ơi, nãy giờ gọi anh Hoàng, Hoàng không thấy đâu. Muốn cho anh Hoàng đi em. Chào. Hai em. Chạy xe vô luôn, tại trời tối rồi, kéo đồ nữa lâu lắm. Bây giờ Tiếm đứng lại xịt tiêu giùm đi. Đúng rồi. Nghe nói là có đợt mưa bão sắp tới á. Rồi, bye anh Hoàng. Ai? Anh Nguyên anh nói vậy á. No, anh không nói cái này, anh nói cái kia chứ. Không biết nữa. Cái nhà đó bây giờ đòi mu đi chỗ khác mà bây giờ mu sao đây? Ừ. Hả? Sao mu đi chỗ khác được? Chắc ông khiên. Ông kiếm chuyện phải nhậu mà kiếm chuyện mà kiếm ở nhà chứ ở chứ ở đây ông đợi ở đây. Sao Mỹ này nó có cho nó chưa Huỳnh? Sao nó không có ăn? Cái Mỹ này em... Ông Đức dạo này khỏe mạnh không? Đỡ hơn. Đỡ hơn hả? Ok rồi ăn cháo đi.
mạnh hơn cơ. Hôm bữa thấy đi ra ngoài đường nằm giữa đường vậy mà mạnh. Trời ơi. Em có cho thằng Mỹ kia chưa? Sao chị thấy nó không có? Để đứng xe. À nó có rồi, nó bê rồi. Ô, thằng Long. Không biết anh Quang còn không? Anh Quang với thằng Long. Còn hai tô nữa không em? Ăn cháo Long ơi. Còn tô nữa không? Hai tô không? Còn tô cho ăn Long, tô cho thằng Quang. Cùng tô cho thằng Long, tô cho anh Quang. Lấy. Ăn cháo. Hôm tuần rồi chủ nhật chị bán bún vịt ngon quá trời. Ồ, mà chạy ngang không thấy em đâu. Ồ vậy à, chủ nhật hả? Ừ. Không cho là đi đi đâu ta? Chủ nhật đi chơi. Hôm qua. Ừ đi chơi rồi. Chị khỏe rồi, chị khỏe. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi thank you em. Đâu, ai đó đâu. Chạy lên chút cho anh Quang thôi à. Đi lên chút. Ok. Ngon không? Chị nấu cái này là bộ xương hôm bữa nấu vịt xong bỏ thêm gà vô nữa nấu thành cháo gà vịt. Ừ. Anh mới hồi nãy còn được mấy tô nữa. Hỏi không trả lời nữa ta. Biết ai biết. Chị còn không để chị gọi nói. Anh Quang. Được rồi, đứa con mà. Vậy để chị gọi anh Quang nha. Anh Quang ơi, ăn cháo không? Chạy vô đi em, mưa rồi. Cháo này ngon lắm á. À, hết sảy không? Hết sảy á anh Mía. Anh Mía được đi nhậu rồi nữa, sướng lấy mồ. Có rồi, bệnh. Đi nhận hàng nhậu mà. Thì bệnh bệnh cho ông ăn cháo cho thiệt nhiều vô, múc cho ông một tô. Anh Quang bệnh hả? Ừ, còn 2-3 tô nữa giờ làm sao? Mưa quá trời ơi. Còn quyền tới quyền nữa. Má nó mượn cái xe của người ta 3-4 ngày quên hoài mấy mốt tôi không mượn cái xe lại của người ta. Đến Huyền đi. Rồi em Huyền ơi, còn mấy tô cháo ăn không? Chạy lên. Rồi chạy lên đây. Cầm cái rổ đó đi để đựng nó. Huyền nó đi rồi hả? Úi trời, chết rồi. Cái mặt mập của tôi làm chi vậy trời? Khổ thiệt luôn, tự nhiên quay cái mặt mập. Thấy nước chảy xiết không mọi người? Nước chảy xiết mà nói là sắp mưa bão nữa rồi. Cái nhà thằng Lộc nó ở ngay dưới cái gốc cây này ghê thiệt luôn. Ba con 3-4 tô hết cho nó đi em ơi, đâu còn ai nữa. Sao bữa nay chỗ này lủng một lỗ rồi? Cái miếng mạt ở đó đâu? Ờ, nước vô hư rồi hả? Dạ. Nước vô hư rồi, miếng bạt rồi hả? Ồ, chỗ này hả? Ồ, lại không đủ tấm bạt á. Ừ. Lộc ơi, em ở dưới cái gốc cây bự vậy ghê á Lộc. Dạ. Ghê á. Cái lớp cây này nè. Nó bự quá, sắp bão nữa rồi đó. Ờ. Nghe nói thêm đợt bão nữa. Nó nhà như có đèn hả? Đâu? Chỗ nào? Ở à, trên đó, chỗ cái sợi dây hả? Có. Nói ồ, em cột là em sợ nó ngã hả? Để cho cô gã cành gãy thì nó ngã cho nó xong qua cột cho nó chắc. Ở dưới không bị gì. Nhưng mà mấy cái cành quý này làm sao? Cái nào? Cành quý này nè. Ồ, cành này nó đâu gắn chưa trong không? Ờ là em lên em cột dây hả? Nó thì đó chẳng hạn như mấy cái nhánh đường rớt á. Ừ đúng rồi, vậy cho nó chắc ăn chút đi. Nghe nói sắp bão thêm trận lớn nữa. À. Bỏ vô. Còn mấy tô múc hết cho nó hay đi về cho rồi. Trời ơi, đưa bà muốn nó không đi. Hết rồi. Còn cái gì thôi giờ em khiêng cái thùng ra em đổ ra cho nó hay mình đi chị giữ cho. Rồi. Rồi.
Bây giờ chị giữ cái tô cho em bê cái thùng đó ra em đổ xuống. Khi nào có dư kiếm cái gì, em kiếm sợi dây điện hả? Ok. Đâu nó cắt hoài. Vậy hả? Nó biết em lấy điện của nó nên nó cắt hả? Nhưng mà họ không có câu phòng mượn, không câu phòng mượn, ta nhìn giờ thấy ghét, mày ghét. Đấy như là em đứng trong cọng nhỏ nhìn cho ta cũng như, ồ, chỉ cần đèn hay đó. Sao mà cọng nhỏ mà hay thiệt ha? Hả? Mà có điện xài em thì chị thấy em làm sợi nhỏ xíu xí vậy nè. Thì chẳng hạn như chị thấy thì chị thấy vậy chị cũng cảm chứ không mình không, cũng không có pay attention á. Làm lớn chuyện. Ừ. Chẳng hạn như chứ nếu cái cọng bự quá người ta để ý. Ừ, chị ghét. Ừ. Cái này chị vô nó ghét xong cái chị làm lớn chị lỗi á. Ừ. Giờ làm sao? Đủ chưa? Rồi thôi chị rồi, về rồi. Luôn hết rồi. Ừ. Đúng 4 tô, dưới đó còn ai nữa không? Trời ơi, Mỹ này. Dưới đó còn ai nữa không? Bây giờ còn nữa cũng đâu được hơn tô nào đâu. Hết rồi, thôi chị về luôn nha. Thank you, chị. Ừ, bye em. Không? Chứ bây giờ hết rồi thì em chia cho ông tô đi. Ok rồi mai mốt cho thêm tô, chia cho ông tô đi. Rồi nó chia cho ông sai mình tô phải mắc nợ nó. Ok. Thứ tư có thể có xôi chè. Cháo rồi nấu ở nhà hả? Trời. Tôn vừa rồi bún vịt măng ngon không? Ngon chị. Hết sảy ha. Ờ, mình đớp nó 2 tô mà. Trời ơi. Ăn một ngày mà.